Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí vạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với show của Trùng Cuối và Trùng Figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và Trùng Figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái Figure. Để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Từ đất nước cờ hoa đến với viện bảo tàng tiêu tốn nhiều CGI nhất nước Mỹ, nơi mà mọi thứ đều sống dậy vào ban đêm một cách vô cùng chân thực, thu hút tất cả người xem mà không cần phải anime hóa nhân vật lịch sử. Đêm trong viện bảo tàng, câu chuyện đưa chúng ta theo chân Larry Daly, một loser thất bại gần như là toàn tập. Gọi là gần như vì anh cũng có vợ con, nhưng anh thất nghiệp và đổi việc triền miên nên bất lực đành ly hôn. Rồi nhìn vợ con mình để thằng mua đỉnh bán đáy chăm nuôi. Larry không có một công việc ổn định và việc anh cứ suốt ngày đổi việc dẫn đến vợ anh không an tâm. Cô nói với Larry, nếu anh không tạo nổi giá trị thặng dư thì không nên nhận nuôi con. Con trai anh cũng là người hiểu chuyện, điều đó cũng làm Larry khổ tâm, không muốn con phải chịu khổ vì mình. Anh quyết định đến trung tâm môi giới để tìm việc, nhưng với cái CV kiểu tư duy làm chủ cùng kinh nghiệm giám đốc công ty hữu hạn một thành viên, đến cả người môi giới việc làm cũng cảm thấy bất lực. Vì làm giàu nhờ đa cấp có khi còn dễ hơn giúp Larry kiếm việc làm. Sau một hồi, người môi giới đã kiếm cho anh một công việc mà nhiều người nhận nhưng mà sau đó phải bỏ. Nhưng mà Larry đồng ý luôn, vì làm gì có lựa chọn nào khác. Công việc của Larry là gác đêm tại một viện bảo tàng, tẻ nhạt và vắng lặng như bao viện bảo tàng khác. Chẳng có gì mấy ngoài mấy cái hiện vật từ thời Napoleon cởi chuồng đánh phổ và mấy cái biển chú thích cỡ 14, giãn cách 1,5. Điểm sáng duy nhất của cái viện bảo tàng này là cô hướng dẫn viên xinh đẹp Rebecca, người hiểu biết rất nhiều về lịch sử, và ông giám đốc bảo tàng Murphy, người khó tính hơn cả mấy bà mẹ chồng trong phim Ấn Độ. Sau đó Larry đã gặp được ông tóc bạc tên Cecil, người bảo vệ già của viện bảo tàng trước đây. Ông nói với anh rằng do tuổi đã cao, đồng thời thì chả ai muốn đến viện bảo tàng cả. Vậy nên ngoài ông ra còn có một ông da đen và một ông hói, đều bị cho thôi việc để tiết kiệm chi phí duy trì bảo tàng. Thế nhưng sắp nghỉ việc mà ông nào ông nấy vui phơi phới. Các anh vội à, em còn chưa quyết định mà. Thế mày muốn nhận việc hay muốn bị tao đấm đến khi nhận việc? Em với anh có việc rồi nhá. Công việc ổn quá nên anh nhận luôn. Ngày hôm sau anh tới gặp ba ông già để tiếp nhận bàn giao công việc. Ông tóc bạc đưa Larry chìa khóa và đèn pin và căn dặn anh một vài tip cho newbie lần đầu làm việc. Anh còn nhận được thêm sách hướng dẫn tân thủ. Ông tóc bạc còn không quên nhấn mạnh khi làm việc thì không được để thứ gì lọt ra ngoài. Sau khi ba ông già rời đi, Larry bắt đầu công việc của mình. Anh bật thêm ánh sáng, làm tí nhạc lấy tinh thần. Rồi sau đó anh bị thần ngủ vật. Trong cơn mơ anh là chàng tỷ phú, tỉnh cơn lú anh buồn đi vệ sinh. Có điều ngay khi vừa mới bước tới VFC, anh chợt nhận ra là đéo ổn rồi, vì cái bộ xương khủng long này đã biến mất như một phép màu của Chúa. Anh nghĩ rằng đây là trò bịt bợm người mới của ông tóc bạc. Larry tới gần để xem thử và rồi bàng hoàng nhận ra đây không phải phép thuật mà là phép thật. Bộ xương khủng long bạo Chúa lúc này đang vô tư đớp nước trước mặt anh. Larry hoảng loạn và đánh rơi đèn pin, khiến con khủng long bị đánh động. Nó lao về phía Larry như Sky nhìn thấy Shapes. Larry dùng hết hào quang nhân vật chính, núp vào chiếc bàn và gọi trợ giúp từ ông tóc bạc. Cơ mà ông tóc bạc đang bận cháy phố nên chỉ bảo với anh rằng con chó này hiền lắm, nó không cắn đâu, và bảo anh cứ đọc kỹ hướng dẫn tân thủ là được. Hóa ra con chó T-Rex này cần người chơi cùng nên Larry làm theo hướng dẫn, quẳng khúc xương cho nó chạy đi nhặt. Con khủng long vui mừng vẫy đuôi với Larry, thân thiện tới mức khiến anh muốn nhập viện. Sau khi nhận ra sự bất ổn của cái viện bảo tàng này, Larry tốc biến lên tầng 2 nhưng vẫn không thể tránh khỏi rắc rối từ mấy ông tiền sử rủ anh đập đầu. Cho đến cái tượng phục sinh đã được phục sinh, còn chưa kịp mang ý thức trở lại thực tại thì mấy thằng cha du mục hung hãn này dí anh chạy té đái vào thang máy. Cũng may là cái đám này không biết ấn nút mở cửa, không thì chắc hẳn đó sẽ là lần cuối anh gác đêm. Sau khi tới một căn phòng khác, anh gặp một cô gái người da đỏ, nhưng vì cách nhau qua một lớp cửa kính nên đúng kiểu người câm và người điếc nói chuyện với nhau. Chuyến phiêu lưu vẫn chưa kết thúc khi anh rơi vào trận địa của nội chiến Hoa Kỳ, khi hai phe da trắng bắn nhau vì quyền của người da đen. Anh quyết định thực hiện theo đúng cái hướng dẫn, khóa cửa khu trưng bày động vật. Thế nhưng cái khu này toàn động vật thành tinh, đặc biệt là con khỉ này, đã xé vụn toàn bộ đống giấy của anh. Sau đó thì cười như bố đẻ em bé. Bất lực, Larry ngồi bệt xuống nghỉ ngơi thì bị đám người da đỏ tí hon phụt tiêu độc. Đám mô hình cao bồi và la mã tí hon cũng chẳng chịu thua khi cho anh nếm mùi đau khổ từ tàu hỏa cho đến máy bắn đá. Trong lúc nguy cấp, một người đàn ông đeo kính cưỡi ngựa đã cứu anh ra khỏi khu vực đó. Ông tự giới thiệu mình là Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của nước Mỹ.
Ông giải thích nguyên nhân mọi thứ sống lại với Larry là do tấm bài vị ở căn phòng trưng bày xác ướp vua Ai Cập khiến tất cả mọi người trong viện bảo tàng sống lại cho đến khi mặt trời mọc. Sau khi động viên Larry bằng một bài phát biểu kiểu người thành công nói gì cũng đúng, tổng thống trở lại vị trí ban đầu cùng với các sinh vật khác trong viện bảo tàng. Vì lúc này trời đã sáng, ba ông bảo vệ già lúc này mới mò tới tìm Larry và tỏ ra bất ngờ khi thấy anh vẫn còn sống, mạnh mẽ tới độ anh quyết định bỏ việc luôn. Mặc kệ ba ông già thuyết phục, Larry nhanh chóng rời khỏi viện bảo tàng. Tuy nhiên lại bất ngờ gặp con trai đi cùng gã chồng mới của vợ. Anh đã lấy lại động lực và quyết định thử thêm một đêm nữa, bất chấp việc anh vẫn sẽ bị ông giám đốc của trách vì để một tên lính La Mã xuyên không qua khu cao bồi. Tuy nhiên vì hướng dẫn mà ông tóc bạc đưa cho anh đã bị con khỉ xé mất, anh đành phải tự tìm hiểu. Cho đúng với tinh thần dân ta phải biết xử ta, cái gì không biết thì tra Google. Câu trên là của bác Hồ, câu dưới là của côn đồ trẻ trâu. Qua nói chuyện với cô hướng dẫn viên và tự tranh thủ tìm hiểu tư liệu, Larry đã dần nắm được một số nhân vật trong viện bảo tàng, như chị da đỏ này là Sakagawa, người dẫn đường cho nhà thám hiểm Thái Bình Dương. Gã hung nô vồ theo anh là Attila Dợ Hung, ngọn roi của thượng đế nhưng có sở thích dùng tay không xé người. Người La Mã nhỏ thó là Gaius Julius Caesar Octavianus, hoàng đế La Mã, cha già La Ngựa. Người thích đấm nhau với anh cao bồi Zededia, người khai hoang nổi tiếng miền Tây nước Mỹ. Có đây là vui vẻ. Vui vẻ thì chỉ ở đây để gạ bạn mua áo của trùm cuối mà thôi. Larry đã tự tin hơn khi bắt đầu kế hoạch của mình. Anh buộc xương vào một cái ô tô điều khiển từ xa để giữ con khủng long bận rộn. Anh ném bật lửa cho những người tiền sử để họ không phải đập đá. Sau đó ném kẹo cao su cho bức tượng phục sinh. Sau khi khóa phòng trưng bày của người da đỏ lại, Larry yêu cầu anh cao bồi và anh La Mã đừng có đấm mồm nhau nữa, hoặc sẽ khóa toàn bộ họ như những người da đỏ kia. Sau khi đạt được thỏa thuận giữa hai người, sau khi tỏ ra vui vẻ vì lừa được con khỉ cướp chìa khóa và xé bản hướng dẫn của anh hôm qua, anh đến và thăm hỏi ngài tổng thống, lúc này vẫn đang mải mê stalk chị da đỏ. Thế nhưng khi Larry hỏi thì tổng thống lên cơn tsundere, chối đầy đầy với vẻ thản nhiên. Dù vẫn ở trong tình trạng mồm bảo mắt không nghe, Larry động viên tổng thống nên tới làm quen với chị da đỏ. Thế nhưng dù là người mở kênh đào Panama, nhưng tổng thống vẫn chẳng mở được lời với gái. Cùng lúc đó Larry gặp lại Attila cùng với các huynh đệ. Anh biểu diễn mấy trò ảo thuật để mua vui cho ông ta. Thế nhưng mà đời không như sử, mấy trò ảo thuật của anh bị Attila lật tẩy. Cùng lúc đó hàng loạt rắc rối đã xảy ra. Con khỉ lấy được chìa khóa và mở cổng cho phòng triển lãm thú ảo xuống. Các mô hình bắt đầu chạy loạn, tượng phục sinh bội thực Big Babon. Người La Mã và cao bồi thì xé thỏa thuận và đấm mồm nhau tiếp. Larry cố gắng đuổi theo con khỉ để lấy lại chùm chìa khóa. Thì đám người tiền sử sau khi tiếp cận với nền văn minh bật lửa thì biến thành Ghost Rider, buộc Larry phải dùng bình cứu hỏa để xịt vào họ. Người tiền sử cảm ơn anh bằng cách ném vào mồm anh một đống bọt, sau đó cười phá lên, chắc do tác hại của việc đập đá quá nhiều. Trong khi anh đang cố gắng giành chìa khóa của con khỉ và cùng với nó chơi game vả mõm thì tổng thống xuất hiện và yêu cầu anh dừng lại. Anh điên à? Sao lại làm thế? Con khỉ cũng là con người mà. Là con người thì chúng tôi tát nhau coi như bình đẳng còn gì nữa. Không được, ngược đãi động vật là sống vi phạm pháp luật đó. Con đốn lì này sống được có nửa ngày thôi. Sau khi tổng thống giúp Larry lấy lại chìa khóa, anh hoàn toàn mất kiên nhẫn và nói với tổng thống rằng anh sẽ bỏ việc. Tổng thống cố gắng thuyết phục anh với bài phát biểu quen thuộc của người thành công, nhưng Larry đã chán nghe những điều đó và muốn kết thúc mọi thứ cho thật nhanh. Nhưng ngay khi trời sắp sáng, anh mới nhận ra cửa sổ bị mở và một người tiền sử đã xông ra ngoài. Larry cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Người tiền sử đã biến thành cát bụi và biến mất. Larry thất thần quay lại và lấy lại chùm chìa khóa trên tay tổng thống, lúc này đã trở thành một bức tượng sáp. Cùng lúc đó khi mà con trai anh đưa các bạn đến để giới thiệu nơi anh làm việc, cũng là lúc mà anh bị giám đốc khiển trách và đuổi việc vì để lại một đống bọt chữa cháy tại khu người tiền sử không kịp dọn. Anh cố thuyết phục giám đốc cho mình một cơ hội cuối. Sau khi được giám đốc chấp nhận, anh đến nhà vợ và tìm con trai và giúp cậu bé phấn chấn tinh thần khi hứa sẽ đưa cậu tới bảo tàng xem anh làm việc. Trước khi bắt đầu công việc, Larry gặp cô hướng dẫn viên đang ngồi lại chưa về. Cô đang buồn vì bài luận về chị da đỏ đang bế tắc. Larry nói cho cô sự thật về viện bảo tàng, nhưng cô hướng dẫn viên nghĩ anh chỉ đang đùa nên bỏ đi. Sau khi con trai đến, Larry bắt đầu màn trình diễn trong bảo tàng của anh. Vậy nhưng dù đã đến giờ nhưng mọi thứ vẫn im lìm và chẳng có gì xảy ra cả. Tỏ ra nghi ngờ, anh đưa con trai đi tìm bài vị ở gian Ai Cập, nhưng nó đã biến mất. Larry bỗng phát hiện khu bảo vệ có bóng người. Anh cùng con trai đi đến đó. Họ đã phát hiện ra ba ông già bảo vệ cũ đã đột nhập vào bảo tàng và bắt đầu ăn trộm những thứ quý giá trong đây để có tiền trang trải tuổi già. Larry bảo con mình xoay miếng bài vị ở giữa. Sau khi do dự, con trai anh đã xoay tấm bài vị và nhanh chóng mọi thứ sống lại. Larry bảo con trai chạy đi, còn mình ở lại đương đầu với ba gã bảo vệ. Nhưng ba đánh một không chột cũng què. Anh bị ba lão già múc cho không trượt phát nào. Ngay khi cố gắng tiếp cận được với con trai thì ba lão già đã lấy được tấm bài vị, sau đó nhốt Larry và con trai lại trong gian phòng Ai Cập rồi bỏ đi để vơ vét nốt cổ vật trong bảo tàng. Larry ping tổng thống tới hỗ trợ, nhưng tổng thống nói rằng anh phải tự giải quyết vấn đề, bởi ông cũng chỉ là người sáp chứ chẳng phải tổng thống thật, và rồi quất ngựa truy phong. Cùng lúc đó những con cận vệ canh gác gian phòng Ai Cập sống lại và dí theo hai cha con Larry. Anh nhanh chóng mở chiếc quan tài đang đập ầm ầm trong phòng và giải phóng những thứ bên trong đó. Đó là một vị vua trẻ Ai Cập, người sở hữu tấm bài vị. Anh sở hữu IELTS 10 chấm do đã nằm hàng chục năm ở Đại học Cambridge. Khi nghe tin bài vị của mình đã bị đánh cắp, anh ra lệnh cho cận vệ phá cánh cổng, sau đó cùng Larry và con trai đi tìm lại tấm bài vị. Larry đi ra sảnh lớn thì mọi thứ bây giờ đã rất hỗn loạn. Một số hiện vật thì đã chạy thoát ra ngoài,
Số còn lại thì chơi Battle Royale ngay giữa sảnh. Attila nhìn thấy Larry và chạy tới tính sổ với anh. Tuy nhiên sau một hồi cãi nhau thì họ cũng giảng hòa. Bức tượng phục sinh cũng giúp anh trấn tĩnh đám đông bắt nháo lại. Và Larry đứng lên phát biểu với tất cả các hiện vật rằng họ cần phải tìm ra ba lão già kia. Nếu không thì họ sẽ vĩnh viễn mất đi cuộc sống về đêm. Bài phát biểu của anh đã khiến cho mọi hiện vật trong bảo tàng thức tỉnh sức mạnh tình bạn. Họ tạm gác lại xung đột và cùng nhau chống lại kẻ thù chung. Ông Hó trong lúc đang chôm đồ thì bị đội lính nội chiến Hoa Kỳ chặn đường với hai hàng súng chĩa thẳng vào mồm, khiến lão đầu hàng không dám ho he. Ông da đen thì bị đụng phải đám người tiền sử và Columbus. Chưa kịp rút gậy ra combat thì Columbus dí kiếm vào cổ, liền bó tay chịu trói cùng với ông Hói. Còn lại là ông đầu bạc sau khi biết đồng bọn đã bị bắt, quyết định ra xe bỏ chạy một mình. Larry sau đó phải ném vỡ kính trưng bày gian của chị da đỏ và nhờ chị kiếm tung tích của ông đầu bạc. Chị da đỏ với khả năng truy vết nhạy bén đã đoán được lão đầu bạc có vẻ bị đâm xe. Do anh La Mã và anh Cao Bồi xì lốp nên lão đầu bạc đã quay trở lại bảo tàng tìm phương tiện khác. Lão đánh xe ngựa ra lao thẳng vào chị da đỏ, nhưng ngài tổng thống đã đẩy được chị ra, đồng thời bị xe ngựa cán đứt đôi người. Larry mượn ngựa của ngài tổng thống đuổi theo gã đầu bạc, trong khi chị da đỏ ở lại để chăm sóc tổng thống. Cuộc rượt đuổi diễn ra hết sức quyết liệt. Anh da đỏ và Cao Bồi tham gia đuổi bắt đã nổ tung cùng chiếc xe đồ chơi, nhưng vì Larry nhớ ra được khẩu hiệu để dừng xe ngựa của lão đầu bạc lại nên lão đầu bạc đã bị tóm gọn bởi Attila cùng những người anh em. Larry đã giành lại được tấm bài vị và nhờ vua Ai Cập giúp anh triệu hồi các hiện vật quay trở lại bảo tàng trước khi trời sáng. Nhờ chú triệu hồi của vua Ai Cập lên bài vị, những hiện vật chạy loạn khỏi bảo tàng đã nhanh chóng quay trở về. Bất ngờ là cảnh đó cũng đã được cô hướng dẫn viên nhìn thấy. Cô tỏ ý muốn xin lỗi Larry vì đã nghĩ những lời anh nói là trò đùa, rồi tỏ ra vui mừng khi đã gặp được chị da đỏ để hoàn thành bài luận. Ngài tổng thống cũng đã bình phục do chị da đỏ đã nung chảy sáp để gắn ông lại. Hai anh Cao Bồi và La Mã cũng đã sống sót trở về. Khi trời sáng, mọi thứ quay trở lại bình thường. Dù xung quanh bảo tàng lúc này là một bãi chiến trường, sau tất cả, mớ hỗn độn mà anh gây ra đã được lên cả TV. Giám đốc đã yêu cầu Larry nộp lại đèn pin và chìa khóa. Tuy nhiên khi đi ra và thấy viện bảo tàng trở nên đông khách sau những tin tức trên TV, ông đã đưa lại chìa khóa và đèn pin và để anh trở lại với công việc. Larry giữ lại được công việc của mình. Anh trở thành niềm tự hào của con trai và tận hưởng cuộc sống vui vẻ về đêm cùng các hiện vật. Thông điệp của bộ phim đưa ra là chúng ta không nên bỏ cuộc dù công việc của chúng ta có ra sao. Nhưng mà đấy chỉ là phim thôi. Chứ ngoài đời mà như thế thì một là bạn nên đi kiểm tra tâm thần. Nếu tâm thần của bạn ổn thì bạn nên gọi tới một pháp sư trừ tà. Một lần nữa, tôi Quản Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.